À, dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác. Thì trong cái mẫu loa mà Thắng Hoàng mấy hôm nay bán cho các bác ngày hôm nay thì chưa có test karaoke, thì có nhiều anh em cũng chưa biết là cái chất lượng hát karaoke nó có tốt hay không. Thì hôm nay thì Thắng Hoàng sẽ test cho các bác nhá, một bộ loa karaoke, loa full bộ loa full 30 đây 8,2 triệu cặp. Đấy thì bây giờ Thắng Hoàng test cho các bác để các bác nghe nhá. Thì còn về các thiết bị khác thì Thắng Hoàng sẽ thông báo cho các bác sau. Con mic Beyer, một con vang X5, một con đẩy Class D thôi. Đấy, bây giờ thì để test âm cho các bác nghe thưởng thức trước rồi sẽ đi vào cái chi tiết các sản phẩm cũng như là và cụ thể cho các bác về các cái mức giá cả các từng loại. Anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ Thắng Hoàng. Đấy. Số điện thoại của Thắng Hoàng ở trên màn hình này các bác đang nhìn đấy là 0969800985. Các bác cần hỗ trợ tư vấn hoặc là lắp đặt combo bộ hay đặt sản phẩm nào bên cửa hàng Thắng Hoàng thì liên hệ đó nhé. Bây giờ thì Thắng Hoàng mời các bác. Linh 1 2. Bài này chưa thuộc lời. Hát rất là hay, phải nói là cực kỳ hay luôn các bác ạ. Đấy. Bây giờ thì Thắng Hoàng đi chi tiết, các bác hãy cùng Thắng Hoàng theo dõi về cái sản phẩm mà hôm nay có một cái chất lượng hát như vậy. Thì đầu tiên là một cái sản phẩm chính đấy là một cặp loa full bass 30 của HD sử dụng bass tép BMC. Thì trong những ngày vừa rồi, 1-2 ngày rồi thì em có lên sóng livestream cũng như là giới thiệu rất là kỹ cho các bác về cái mẫu loa này trong ngoài và thùng vách. Đấy, để các bác tham khảo. Đấy, một chiếc bass BMC bass 30 hàng đang còn phải nói là quá là đẹp luôn so với mẫu loa bãi sản xuất năm 2016. Con này họng kèn rất là sâu. Đấy, có cái độ nén ở cái khoảng thấp dưới đây và nó phóng ra cái độ phủ 90 độ rất là rộng. Đấy. Và cái bát nữa cũng vậy. Bát thì độ phủ của bát 30 này nó là 90. Đấy, 60 90 là tép 60, bát 90 độ phủ rất là xa. Một cặp loa full 30 với công suất lên đến 450W và maximum đạt đỉnh 1800W. Đấy, 8.200.000 đồng một cặp loa. 8.200.000 đồng một cặp loa 30 và em đã hỗ trợ phí vận chuyển luôn cho các bác. Một bộ mic TD Taichi chức năng tự ngắt đầy đủ các bác. Vị tím. Cái này là dòng Beyer do TD Taichi
phân phối. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn, và mẫu này thì em bán hàng nguyên zin của nó là 2.300.000 đồng. Một con vàng X5, một con vàng X5. Đấy, phím mềm, phím nâu mềm, hàng xịn. Đấy, những cái dòng phím mềm, những cái dòng phím nâu mềm là hàng rất là xịn các bác nhá. Con này thì 2.500.000 đồng. Còn để lên combo cho một cả một bộ dàn thì các bác cứ cộng tiền theo cái logic mà thằng Hoàng nói. Con đẩy thì các bác có thể là lựa chọn đa dạng, khoảng tầm từ 600W thì các bác có thể chơi được. Còn con này thì nó em đang để đây, sẵn đây là em lắp luôn. Hay con đẩy này, con đẩy 900 Class D. Con này em bán 4.500.000. Đó, anh em là có nhu cầu thấy hợp lý chất lượng cũng như là giá cả thì các bác ủng hộ, gọi điện cho thằng Hoàng đặt hàng qua số 0969800985. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Xin chào mọi người nhé.